Cảm ơn các bạn đến với kênh BB Núi. Hôm nay mình cùng đi thăm chợ chim nhé. Con nào hot không anh? Này. Một con đấy à? Cá 500 này. Mang về thả đâu? Con này chặt thả. Thả rừng á? Đây con dưới này hot à? Ủa, nhảy thế ác thế. Mấy con nấp trong hót rồi. Cái này của anh à? Ba à? Đấy ba. Mấy con hót hót này bao nhiêu anh? Cái này. Con hót kìa. Con hót kìa bao nhiêu anh? 700. Bán một con đây. Đủ uống rượu chưa? Đủ rồi, mẹ mất mẹ anh lời con thịt. Sao đó? Chị chào mọi người.
Wow.